Và tôi sẽ đến với quý vị anh chị các bạn được kích động trong vở tuồng Tôi Cướp Bạch Hải Đường, một cây đàn gỗ thôi, đeo ký vô. Nhớ ơi, nhớ kìa, em đâu rồi nhớ? Để con nhỏ khóc nó khóc xuống hoài không biết đâu, không biết nữa à. Nhưng ơi, rồi kiểu này chắc đi đánh bài đi, đi đề. Khổ ơi là khổ, vợ rồi con ơi là con. Trời ơi, nói đêm được không mà đi như vậy làm sao được bắt đầu. Nhưng con được khóc với con được khóc nha. Rồi để cha tôi con ngủ. Ơi trời ơi, buồn ngủ chết rồi mà đi mất tiêu hả? Trời ơi, ai biết tôi để lại đây? Kính gửi ông cò thăm ta mật thám, tên Tức Cướp Bạch Hải Đường không ai xa lạ, có tên Đặng Hoàng Minh bạn của ông đó. Trời ơi, nó phản bội tôi rồi, nhưng tôn cao tôi trước nhà trước khách. Vô Nhung ơi, sao em đành đoạn bỏ ra đi khi con thu nghiệp tròn hai tuổi? Sao em nỡ đành nào quay lưng mặt, trong khi anh vẫn còn tha thiết nhiều suốt một đời anh không gian anh chỉ
bằng ơi. Bởi vì tôi là một kẻ chi tình đã đi sâu vào con đường tội lỗi. Anh chị bằng ơi, bởi vì từ ngày tôi được không nên nuôi làm sao giữ nỗi một lâu đài. Lẽ sống của tình yêu đã đưa tôi vào tối cùng qua cuộc đời. Anh chị bạn ơi, kể từ ngày lấy những gì làm cũng tạo niềm vui, em sẽ chấp nhận chào con đường là tôi nghĩ thương là thương bé thương vô tội, như chim dẫn tổ bộ như sống một tình lời. Anh ơi, như chúng tôi là bất cứ hãy được biết điều kết của hãy tay được vòng trói lại.